một thổi đầy sáng tác minh chiếu và phần thể hiện của nghệ nhân ưu tú Thanh Tuyết. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương trình mời quý vị cùng đến với tiết mục ca ra bộ thể điệu xuân tình lớp 1, 2, 4, lời ca nhạc Mai Thắm của tác giả nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải, có phần thể hiện của tài tử Minh Đức, Thành Tây và Thảo Vi. Sống ở trong thành phố mang tên Đắc Hồ,
mai nhà thiên biến hòa bình quyến hoài tương lai. Chương trình đơn ca tài tử mang chủ đề non sông Thanh Bình của câu lạc bộ đơn ca tài tử Duy Sản Phương Nam hôm nay.